Và bây giờ là bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quốc tế dồn dập viện trợ giúp Ấn Độ thoát khủng hoảng COVID. Các nguồn cung ứng y tế thiết yếu bắt đầu tới Ấn Độ vào hôm 27 tháng 4, trong lúc các bệnh viện quá tải, thiếu oxy, phải từ chối bệnh nhân COVID giữa bối cảnh COVID tăng mạnh đẩy tổng số tử vong lên tới gần 200.000 người. Chuyến hàng từ Anh gồm 100 máy thở và 95 máy tạo oxy đã tới thủ đô New Delhi. Dù một phát ngôn nhân của Thủ tướng Boris Johnson cho biết Anh không có vaccine dư để chia sẻ, Pháp, Ireland, Đức và Úc cũng đang viện trợ máy thở và oxy cho Ấn Độ. Điều phối viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc phụ trách khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, Kurt Campbell, cho biết Tổng thống Joe Biden trong cuộc điện đàm đầu tuần này với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cam kết rằng hãy cho chúng tôi biết quý vị cần gì, chúng tôi sẽ đáp ứng. Hai hãng dược của Mỹ gồm Gilead Sciences và Merck cũng ngỏ lời hỗ trợ Ấn Độ thuốc men điều trị COVID. Mỹ đã hứa sẽ chia sẻ 60 triệu liều vaccine của AstraZeneca cho các nước và một giới chức cao cấp cho hay Ấn Độ được đảm bảo ưu tiên. Tổ chức Y tế Thế giới loan báo đang xúc tiến chuyển giao 4.000 máy tạo oxy cho Ấn Độ, nơi các biến thể lây nhiễm cao hơn của COVID đang gây nên một đợt dịch thứ nhì. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm 323.144 ca nhiễm và thêm 2.771 ca tử vong vì COVID, nâng tổng số người chết lên thành 197.894 người. Trong số dân 1,3 tỷ của Ấn Độ có tổng cộng 17,64 triệu người nhiễm COVID, theo báo cáo chính thức. Nhà chức trách ở New Delhi phải xây thêm giàn thiêu giả chiến cho các lò thiêu trong lúc đương đầu với làn sóng nạn nhân tử vong vì COVID tăng vọt. Thủ đô Ấn Độ đang vật lộn với số ca nhiễm tăng cao và các lò thiêu trên khắp thành phố thông báo đã hoàn toàn hết chỗ, yêu cầu các gia đình nạn nhân phải chờ đến lượt. Những chiếc xe cứu thương chở thi thể nạn nhân COVID-19 xếp hàng dài bên ngoài các lò thiêu, chờ đợi nhiều giờ đồng hồ trước khi được đưa vào để hỏa thiêu. Ấn Độ đang bị đợt dịch thứ hai hoành hành, cứ 4 phút là có một người chết vì COVID tại New Delhi, giữa lúc hệ thống y tế nghèo nàn của thủ đô đã hết công suất. Đài phát thanh quốc tế Pháp đưa tin theo thông cáo của Bộ Y tế Ấn Độ thì tính đến ngày 28 tháng 4, số người chết tại nước này do COVID-19 đã vượt ngưỡng 200.000 và từ đầu mùa dịch đến nay đã có 18 triệu ca dương tính với virus corona. Trong 24 giờ qua, Ấn Độ có thêm hơn 360.000 ca nhiễm và hơn 3.200 ca tử vong. Theo thống kê chính thức của chính quyền Ấn Độ, chỉ trong tháng 4 của năm nay đã có thêm gần 6 triệu ca nhiễm. Tuy nhiên, các nguồn tin y tế được hãng thông tấn xã Pháp trích dẫn cho biết số bệnh nhân và ca tử vong cao hơn rất nhiều so với thống kê của chính phủ đưa ra. Ngoài ra, theo thẩm định của Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể Ấn Độ được gọi dưới cái tên là B1.617 đã lan đến ít nhất 17 quốc gia và được phát hiện tại nơi 1.200 bệnh nhân dương tính với virus corona. Riêng trong trường hợp của Ấn Độ, để giải thích tình trạng quá tải hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới nêu bật hai lý do. Thứ nhất, ngoài biến thể B1.617, còn có nhiều biến thể khác đang hoành hành với nguy cơ lây nhiễm cao. Và thứ hai, Ấn Độ đã không tuân thủ các biện pháp an toàn về mặt y tế. Nhiều cuộc tập hợp đại chúng đã diễn ra trong những tuần vừa qua. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi bị chỉ trích mạnh mẽ và giờ đây đến lượt Tư pháp tố cáo Ủy ban bầu cử Ấn Độ đã cho phép các cuộc bầu cử cấp vùng diễn ra trong suốt tháng 4, khiến đà lây nhiễm tăng mạnh.